Rồi, xin chào các bác. Nay em vừa nhận được cái loa Bluetooth, cái loa của LG ấy, cái loa BK3 mà cái loa khá hot mà dạo này gần đây anh em salon nó khá là nhiều đấy. Ở ngoài này chả thấy cái viết tên sản phẩm gì cả. Thôi kệ cha đi, tháo ra đã. Giữ cái này không may nó khá nặng các bạn ạ. Cái này nặng phết đấy, nặng ngang cục gạch đấy. Không biết nó có phải giao cho mình cục gạch hay không. Giữ lại cái giấy này có khi cần bảo hành. Đóng hàng rất là ok. Ôi à, thấy shop đấy bảo là full box đây, nhà con đất có đúng là full box hay không đó. Đó đó, các bác thấy rồi chứ, cái bề ngoài là thôi. Loa này thì nó còn chống nước được cơ mà. Full box thật các bạn. Này, hộp của nó đây. Ok. Rồi, xem ngoài hộp như thế nào nhá. Đây, PK3 đây. Có vẻ là chính hãng sao ạ? Có cái tem khá ngon. Mà sản xuất thì vẫn là của chị Na thôi. Chị Na là chị bá đạo quá. Cái gì chị sản xuất được. À, có chống nước này. Chống nước rồi. IPX7 này. Pin có vẻ được 12 giờ này. Rồi, mở ra xem nào. Cái này hình như là họ mở rồi, chứ nó chả có cái seal ở chỗ nào cả. Rồi, chắc là sách hướng dẫn sử dụng, bảo hành các thứ. Mở cái vòng bên này. Rồi, cái loa của mình đây. Chờ tí, mình có điện thoại. Đây đây. Rồi, tiếp tục. Vừa nãy là có điện cổ điện thoại các bạn ạ. Mình mở tiếp thôi. Đây, cái loa của mình đây. Nặng phết các bạn ạ. Nặng đấy. Rồi, để đây đã. Trong hộp nó còn cái ít phụ kiện nữa này. Chắc là cái cáp thôi. Đây, đây cáp nhé. Cái này là dùng Type-C rồi nhé. Mình khá thích cái cổng này vì mình sẽ dùng cái này để mình mang đi theo, vừa để sạc cái điện thoại luôn, sạc cái V30 luôn. Mình đang quay bằng cái V30 mà. Rồi, ok, cho thử nó xem nào. Rồi. Đây thông số đây các bạn. Nét nét kém nhẹ. Rồi. Rồi, không biết của các bác thế nào chứ cái loa này này. Mình thấy hoàn thiện nó cũng khá là tốt. Hồi xưa cứ tưởng cái này nó bằng cao su hoặc cái gì đấy, nó bằng nhựa thôi các bạn. Cái này bằng nhựa thôi. Có mỗi cái chân đế của nó đây bằng cao su thôi. Chỗ này bằng cao su để nó giữ trên mặt bàn nó chắc hơn thôi. Như con ốc. Ốc hoa khế. Rồi, nè. Đó. Loa của nó đấy. Đây chắc được những cái cổng kết nối của nó đây. Ây da, chắc đấy. Ây da.
Chào các bạn. Ôi à, chắc nó có chống nước mà. Nó có chống nước lên là lại phải nắp này lên nó rất là khó. Đây. Cổng sạc này. Cổng sạc này. Cổng in này. Có một nút reset. Chỗ này nó bằng chỗ này nó bằng cao su này. Có cái gioăng cao su này. Chống nước mà. Chỗ này gioăng cao su. Chống nước. Rồi đóng vào tí nữa mình cái việc test nước thì cũng có nhiều các bác test rồi, cũng không cần thiết cho lắm vì test thì có thể là không may nó hỏng thì lại mệt. Có pin này, bluetooth này, cộng trừ này. Giờ mình sẽ thử kết nối với cái con điện thoại 925 này xem thế nào. Nó đang tìm một chút thôi. Đó, đang tìm là tốt đấy. Mình sẽ kết nối thử nghe nhạc xem là thế nào. Rồi đây này. VK3 đây. VK3 đây. Chả biết nó kết nối được chưa? À, đang kết nối. Rồi. Thoại, nhạc đã kết nối. Thử chế nhạc cái xem nhỉ. Nghe cái mấy cái bài nhạc này chỉ sợ nó dính bản quyền thôi. Chả biết được. Thử cái bài nào. Cái bài nào mà nó có nhiều bài pass tí xem nào. Rồi thử bài này đi. Mình sẽ mở mắc mắc âm lượng cái này lên. Hết rồi, mắc hết cỡ rồi. Mắc cái này lên nữa. Xanh êm ái mọc trên lối đưa bước chân em về. Tuổi dòng chơi đó thua thơ ấu cho hồn đam mê. Hồn nhiên còn đâu tìm xót xa tình mùa sầu. Đây cái nước đổ đây như thế nào? Mây sáng vô tình trời vội mưa níu niềm đau. Người luôn theo gió nhìn trong mắt nghe lá khô rơi đầy. Mùa thu rơi mãi gợn trên tóc mang nhiều đắng cay. Thời gian nhẹ trôi đem giấc mơ dài dã rời. Một mai anh nhớ đôi mình còn bên nhau thiết tha người ơi. Em mau về đây mùa đông áo không che lạnh. Dòng reo tuổi thơ tràn đôi bước chân ơ thờ. Đón đưa bao giờ bóng em xa mờ. Kỷ niệm nuôi nâng sao vẫn chờ. Em như loài hoa vườn hoa bướm bay hoa tàn. Em như loài chim còn phiêu lãng nơi phương nào. Đã quên anh rồi dấu yêu tơi vơi. Dừng lại đã. Tình anh không giữ lâu người ơi. Uống được luôn các bạn, cái nước này nước sạch mà. Uống luôn. Ai à, uống luôn rồi các bạn. Thì cái đoạn này này phải nói là cái âm bát của nó khá là tốt. Nghe 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 khá hay. Với cái mức giá tầm 600 nghìn thì mình thấy là có được ấy. Em cũng hồi xưa cũng lăn tăn mua nó mãi, cũng định là không mua vì mình không biết nó thế nào. Nhưng mà nghe con này thì được.
nghe bát tốt. À, như là còn bật cái này, mình cứ tắt cái này đi xem nào. Thời gian nhẹ trôi, giấc mơ dài dã rời, một mai anh bây giờ nó bắn nước điện thoại. Còn bên nhau thiết tha người ơi, em đang mau về đây, mùa đông áo không che lạnh, dòng rêu tuổi thơm tràn đôi bước chân ơ thờ, đón đưa bao giờ bóng em xa mờ, kỷ niệm nuôi nâng sao vẫn chờ, em như loài hoa vườn hoa bướm bay hoa tàn, em như loài chim. Bật cái này lên ấy, bật cái bát này lên ấy, thì nó mình cảm giác là nghe nó sáng hơn, còn khi mà tắt nó đi ấy, thì nó nhiều bát hơn. Không biết như thế có phải là đúng không, mình nghĩ là phải bật lên thì bát nó phải nhiều hơn chứ, nhưng mà hiện tại thì mình bật lên ấy, thì bát nó có vẻ yếu đi và nó chất âm nó sáng lên, còn tắt nó đi thì bát nhiều hơn. Chả biết có đúng hay không, các bác thử test lại xem thế nào. Còn phiêu lãng nơi phương nào, đã quên anh rồi, dấu yêu tơi bời, tình anh không giữ lâu người. Nhưng mà cái bật cái này lên ấy, bật cái bát này lên nghe hay hơn. Còn cái tắt đi ấy, tắt đi nghe nó tối hơn, chất âm nó tối hơn. Hiện tại thì mình nghe thấy thế, còn không biết các bác thì nghe thấy thế nào. Rồi, ok, cái bài trên tay con này khá là ngon đấy. Ok đấy. Mình thử nghe quả nghe gọi nữa nhỉ. Phải nghe gọi nữa. Ây chà. Mình thử nghe gọi con này xem thế nào. Mình sẽ gọi điện vào cái đây xem nó nghe tốt không. Đó. Nghe này. À, từ từ. Mình nghe bằng cái này chứ nhỉ. Đó, nghe rồi đấy. Alo. 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 Đó. Các bác có thể nghe thấy đây. Rồi, alo. 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 Nghe mic của nó. Alo. 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 Alo, 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 alo. Cái mic của nó mãi đây nhé. Các bác phải để nói cái miệng của mình vào cái mic này thì nó mới nghe thấy. Chứ còn để xa xa thế này nói chẳng nghe thấy gì cả. Alo, 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 alo. Để mà để chỗ này này. Xong rồi nói vào cái điện thoại đang gọi ấy, đang ở trên tay mình ấy. Gần như là không nghe gì. Chắc các bác phải để sát miệng vào đây. Đó. Rồi, thế thôi, tắt đi chẳng. Rồi, thấy nó cũng tắt đấy. Tắt điện thoại rồi. Rồi. Rồi, ok. Con này đáng dùng các bác ạ. Chất âm tốt. Pin thì mình nghĩ là được lâu đấy. Thì thấy nó rất lặng, chắc cục pin khá to. Rồi, ok, cảm ơn các bác.